Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn du học online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam. Và hiện tại thì Tân Đại Dương đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường DeBrand University, là trường được mệnh danh là những con số biết nói. Và nhân đây thì Tân Đại Dương sẽ chứng minh với các bạn về vấn đề này. Với những trường đại học cao đẳng khác chưa thể thống kê cụ thể từng con số để làm điểm nổi bật, đặc điểm của trường, ví dụ như trường rộng bao nhiêu, bao nhiêu khuôn viên, tỷ lệ sinh viên, xếp hạng thứ mấy và những thông tin khác nữa. Và chính những con số biết nói thì trường DeBrand University đã thu hút nhiều sự lựa chọn của sinh viên các nước trên thế giới. Những con số như sau: 82 năm kinh nghiệm được giảng dạy, hơn 80.000 sinh viên đang theo học, hơn 90 cơ sở đào tạo rải rác khắp nước Mỹ và Canada như Arizona, California, Colorado, Florida, Illinois, Missouri, Indiana, Kentucky, v.v. Và 90% sinh viên ra trường đã có việc làm trong vòng 6 tháng. Chấp nhận chuyển tiếp cho sinh viên đang học đại học cao đẳng tại Việt Nam, sinh viên có thể được miễn tới 2/3 chương trình học. Lớp học với sĩ số ít khoảng 20 sinh viên. 5 năm qua, sinh viên DeBrand University làm việc tại 96 công ty. Hơn 1/4 sinh viên đã tốt nghiệp từ trường. Và để biết rõ hơn thông tin chi tiết về trường DeBrand University của Mỹ thì các bạn hãy liên hệ đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương qua địa chỉ 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, hoặc gọi đến số 0838382080, hoặc cũng có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay tddvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.